Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, suốt từ hồi tháng 5 cho tới bây giờ, thì có lẽ là chúng ta sẽ chứng kiến được rất nhiều những bạo động chính trị đã diễn ra. Đầu tiên hết là Thủ tướng của Slovakia, ông Fico, đã bị bắn và không bị thiệt mạng. Và cuối cùng thì ông đắc cử chức Thủ tướng của Slovakia hồi tháng 5. Và cho tới tháng 7 thì quý vị, nó xảy ra cuộc bầu cử ở nước Pháp, ngày 30 tháng 6 là cái ngày bầu cử đầu tiên và ngày 7 tây tháng 7 là ngày bầu cử thứ hai. Thì quý vị, chuyện gì xảy ra tại nước Pháp? Ngày 30 tháng 6 thì đảng bảo thủ của bà Le Pen dẫn đầu. Nhưng mà sau cái kết quả được đưa ra thì nước Pháp rơi vào trong một cái vòng bạo động. Và kết quả của cuộc bạo động này, ngày 7 tây tháng 7 thì cuộc bầu cử thứ hai của nước Pháp đã diễn ra. Và kết quả đảng của bà Le Pen lọt xuống hàng thứ ba. Đảng dẫn đầu là đảng cánh tả, liên minh cánh tả gồm có đảng Dân Chủ Xã Hội, đảng Cộng sản và đảng Green. Và đây là cái kết quả bầu cử của nước Pháp sau một tuần lễ bạo động. Và quý vị, đó là những gì đã diễn ra vào đầu tháng 7. Và trong tuần này thì quý vị, quốc gia thứ ba là quốc gia đã có cái cuộc bầu cử. Và sau đó quý vị, ngày 13 tháng 7, tức là một tuần lễ sau khi có cuộc bầu cử tại nước Pháp, thì cựu Tổng thống Trump đã bị ám sát hụt ở trong cuộc rally tại Pennsylvania là ngày 13 tháng 7. Ngày 7 tháng 7 là ngày bầu cử tại nước Pháp. Kết quả đảng của bà Le Pen lọt xuống hàng thứ ba. Và ngày 13 tháng 7 thì cựu Tổng thống Trump đã bị ám sát hụt trong cái cuộc rally ở tại Pennsylvania. Và trong tuần lễ này thì cuộc bầu cử diễn ra tại Venezuela. Và trước đó thì cho thấy là phe đối lập dẫn trước điểm. Nhưng trong ngày bầu cử và kết quả bầu cử thì phe Maduro tuyên bố thắng cuộc, tức là Nicolas Maduro, nhà độc tài của Venezuela, đã tuyên bố là thắng cử. Và phe đối lập thì cho rằng họ có nhiều phiếu hơn và họ có bằng chứng chứng minh rằng họ nhiều phiếu hơn. Kết quả dẫn tới cái cuộc bầu cử này là cuộc biểu tình bạo động tại Venezuela. Quý vị, đây là một trong những cái tin mà chúng ta thấy được. Và quý vị, có ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống lại kết quả bầu cử của Venezuela. Trong đó thì ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các cuộc bầu cử chống lại cái cuộc tái đắc cử của ông Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela. Một tổ chức phi chính phủ có tên là Foco Panel đã viết trên trang Platform X. Và Foco Panel cho biết hai người trẻ trong số 100 trong số các nạn nhân và tổng cộng có 132 người đã bị bắt giữ. Và cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau khi quốc hội đồng bầu cử của quốc gia tuyên bố là ông Maduro, người đã nắm quyền lực từ năm 2013, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật. Đảng đối lập cáo buộc rằng chính quyền đã có hành động gian lận bầu cử và chiến thắng này đáng lý thuộc về ông Edmundo González. Và Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và tổ chức của các quốc gia ở châu Mỹ cũng như một số quốc gia đã đặc biệt là nghi ngờ về kết quả bầu cử. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Venezuela. Bên cạnh đó thì quý vị, bức tượng của nhà độc tài Hugo Chavez, người đã chuyển Venezuela từ một xã hội tư bản trở thành xã hội chủ nghĩa, và bức tượng của ông ta đã bị giật sập ở tại Venezuela trong các cuộc biểu tình đập phá. Đây là cái tin quý vị. Bức tượng biểu tượng của Hugo Chavez đã bị giật đổ ở trên toàn bộ Venezuela trong cuộc bầu cử đang trong cuộc biểu tình mà diễn ra. Những nhà hoạt động chống chính quyền trên toàn Venezuela đã bắt đầu giật sập tất cả những biểu tượng của Hugo Chavez, đặc biệt là cáo buộc rằng đã có cuộc đánh cắp bầu cử với người kế nhiệm của Hugo Chavez là Nicolas Maduro. Và đây là cái tin tức, và nó đang bạo động, vẫn tiếp tục có các cuộc bạo động diễn ra ở tại Venezuela sau kết quả bầu cử. Thì quý vị, ở đây tôi không nói tới cái vấn đề bên nào thật sự thắng hay thua, bên ông González hay là bên Maduro. Nhưng mà kết quả của cuộc bầu cử này, chúng ta đang chứng kiến một cái cuộc bạo động. Tôi nói là bạo động chứ không phải là biểu tình. Cuộc bạo động về chính trị khi họ đốt phá, cướp phá và đập phá. Và quý vị, tình hình này đã từng diễn ra tại Hoa Kỳ năm 2020. Và bây giờ thì những cái tác động này nó có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ hay không? Quý vị, câu trả lời của tôi, nó đang tác động rất mạnh
và có thể trong ngày bầu cử hoặc sau ngày bầu cử thì các cuộc biểu tình lớn sẽ nổ ra, và những cuộc biểu tình này có thể sẽ dẫn tới cuộc bạo động. Đây là cái viễn ảnh mà chúng ta đang chứng kiến trước đất nước Hoa Kỳ. Và quý vị, trước đó thì một số những cái tin tức mà chúng ta thấy được là đã có dấu hiệu, và ngay cả cái người mà gọi là sniper của Secret Agent, tức là của cơ quan mật vụ, đã lên tiếng và nói rằng sẽ có thêm một âm mưu ám sát mới diễn ra sớm hơn. Quý vị, đây là cảnh báo của ông. Quý vị, người xạ thủ của cơ quan mật vụ nói rằng sẽ có thêm một âm mưu ám sát sớm hơn. Một xạ thủ của cơ quan mật vụ đã lên tiếng và nói rằng sẽ có thêm một vụ ám sát nhắm vào ứng cử viên tổng thống là không tránh khỏi trước ngày bầu cử. Trong lá thư gửi cho cơ quan mật vụ, thì người xạ thủ này nói rằng vụ ám sát cựu tổng thống Trump ở tại Pennsylvania cho thấy cái sự suy yếu của cái cơ quan này. Đây là cần thiết cho cơ quan này thay đổi. Nếu không có thì khi nào nó sẽ là một trong những cái cuộc ám sát thêm 30 ngày nữa, trong vòng 30 ngày. Chúng ta cần phải có được một cái, chúng ta thấy dự tính là sẽ xảy ra trước ngày bầu cử tháng 11, và chúng ta có thể làm cách nào bảo vệ cho các lãnh đạo của chúng ta. Đó là người xạ thủ này giấu tên và đã nói rằng tất cả các viên chức cao cấp cần phải từ chức sau cái cuộc bừng tỉnh của cơn ám sát hụt. Và đáng buồn, chúng ta đã bị gọi là thất bại trong mấy năm qua. Chúng ta chỉ là may mắn và nhìn thấy nó tốt thôi. Tôi có thể nói rằng là đây là những người giám sát chúng tôi, và gần như là nó đã có rất ít kinh nghiệm. Và người xạ thủ này vốn là một cựu thủy quân lục chiến, là một thành viên trong cái cơ quan gọi là phản xạ thủ, đã nằm trong cái toán gọi là ngày 13 tây tháng 1, và trong đó tôi sẽ không bao giờ gọi là quên được và tẩy sạch được tất cả những gì với cái vết nhơ này. Trong khi đó thì quyền giám đốc cơ quan mật vụ là Ronald Brown đã lên tiếng cho biết rằng ông không thể bảo vệ cho cái việc mà ám sát của ông Trump đã xảy ra mà không có thể ngăn chặn trước. Và trong cuộc điều trần này thì ông ta đã nói như trên. Quý vị, đây là lời cảnh báo của người phản xạ thủ của cơ quan mật vụ. Ông cảnh báo rằng sẽ có thêm một cuộc ám sát nữa xảy ra trước cuộc bầu cử ngày 5 tây tháng 11 do tình trạng suy yếu và tình trạng gọi là lỏng lẻo của cơ quan mật vụ. Bên cạnh đó thì quý vị, chúng ta lại có thêm một cái tin tức mà tôi nghĩ rằng nó rất có lợi và đang trong cái tình trạng đối phó với tình trạng bạo động chính trị. Đó là một tổ chức giám sát bất vụ lợi đã thành lập ra một cái map, một cái bản đồ mà họ gọi là Hate Map. Trong đó họ nêu rõ đích danh những tổ chức nào và những khu vực nào sẽ được kích động bạo động bởi những thành phần tổ chức khuynh tả. Quý vị, một tổ chức giám sát đã phát động một cái gọi là Hate Map, tức là một cái bản đồ của sự thù hận, để tìm kiếm và ngăn chặn tất cả những bạo động chính trị được tổ chức và thúc đẩy bởi những tổ chức cánh tả. Trong đó thì một tổ chức bảo thủ đã bắt đầu phát động một cái trang bản đồ, và trong đó họ gọi là cái trang bản đồ này là những bạo động chính trị được tổ chức bởi những thành phần khuynh tả ở tại Hoa Kỳ. Tổ chức này có tên gọi là New Tolerance Campaign, gọi tắt là NTC, với cái đơn là 501C3, tức là họ là một cái tổ chức non-profit, tức là bất vụ lợi. Loan báo là họ đã có sẵn một cái sơ đồ trong một bản đồ, và cái hệ thống cho đó được sử dụng để xác nhận những cái thiên vị chính trị, và nó dẫn tới những cái tình trạng gọi thiếu quân bình. Và tổ chức này, những cá nhân trên toàn quốc ở bên cánh tả ngày hôm nay, họ tìm cách quảng bá và thậm chí là họ trực tiếp gọi là can dự vào tất cả những cuộc bạo động chống những ai mà họ không đồng ý. Đó là lời phát biểu của Gregory Angelo, được xem là tổng giám đốc điều hành của tổ chức bất vụ lợi là New Tolerance Campaign, đã nói với đài truyền hình Fox News. Và trong đó thì quý vị, ở đây chúng ta thấy được cái hình ảnh của cái bản đồ của những cái tổ chức bạo động cánh tả ở phần đông bắc của Hoa Kỳ. Đây là những thành phần ở đông bắc Hoa Kỳ, quý vị thấy từ các tiểu bang ở khu vực và nằm trong các tiểu bang chiến lược cũng như các tiểu bang Blue State của Hoa Kỳ. Và đây là một phần của cái Hex Map này. Và tổ chức NTC đã bắt đầu đưa ra danh sách của những tổ chức cực tả mà trong quá khứ đã biến thành bạo động, biểu tình, phá hoại, tấn công và kể cả việc đe dọa. Và trong đó thì họ nhắc đến một cái tổ chức có tên gọi là Southern Poverty Law Center, một tổ chức cũng được gọi là bất vụ lợi. Và trong đó họ nói rằng đây là những gì có liên quan tới đảng phái. Và trong đó họ nêu rõ một số những cái tổ chức ở trong đây tạo ra biểu tình, bao gồm luôn cái vụ bắn năm 2012 ở tại cái gọi là Family Research Center, 2017 vụ bắn một thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội trong một cái giải bóng chày, tức là baseball,
và kể cả cái vụ ám sát cựu tổng thống Trump trong tháng này, và có rất nhiều những cái sự kiện đã được cô lập. Tuy nhiên thì bạo động vẫn được thúc đẩy bởi phía cánh tả, Angelo cho biết, và chúng tôi vẫn tiếp tục lên danh sách về những cái cuộc gọi là quảng bá và thúc đẩy bạo động của lực lượng cánh tả. Và điều đáng buồn, tôi không nghĩ con số này nó sẽ giảm trong thời gian tới, và nếu nó sẽ tiếp tục tăng lên, và chúng tôi sẽ cho thấy có luôn cả những thành viên của giới truyền thông, những giới chức đắc cử và kể cả người dân Hoa Kỳ đã sử dụng để có thể biết được rằng những tổ chức này là ai. Đây là một trong những cái hoạt động của một tổ chức bảo thủ, và tổ chức này đã lên danh sách tất cả những cái nơi thường xuyên có bạo động chính trị. Và họ được tổ chức bởi những tổ chức nào? Thì quý vị, đây là một trong những cái tin tức mà chúng ta có được trong ngày hôm nay, cũng như là những diễn biến đã xảy ra từ hồi tháng 5 cho tới bây giờ ở Âu Châu, tức là ở Slovakia, khi mà ông Fico, đây là ông đang là đương kim thủ tướng của Slovakia, ông đã bị ám sát hồi tháng 5. Và tiếp theo đó là cuộc bạo động thay đổi kết quả bầu cử ở tại nước Pháp. 30 tây tháng 6 thì đảng của bà Le Pen thắng lớn, dự tính là 230 cho tới 280 ghế. Tuy nhiên, qua tới cái ngày 7 ngày sau, là trong vòng 7 ngày thôi, thì các cuộc biểu tình bạo động đốt phá đã bùng nổ tại nước Pháp, và kết quả thì đảng của bà Le Pen đã rớt xuống hàng thứ ba. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được. Và bây giờ, tới phiên Venezuela, tôi chưa nói kết quả đúng hay sai. Phía ủy ban hội đồng bầu cử thì cho rằng là Maduro thắng. Còn phía đối lập cho rằng là ông González có nhiều phiếu hơn và ông ta thắng cử. Và cuối cùng kết quả của cái sự tranh cãi này là một cuộc biểu tình bạo động trên toàn quốc ở Venezuela. Bạo động luôn quý vị, chứ không phải chỉ là biểu tình xuống đường và phản đối kết quả bầu cử. Họ đốt phá, họ đập phá, họ cướp phá ở tại Venezuela. Và bây giờ thì chúng ta chứng kiến ở nước Mỹ là đầu tiên hết, bạo động chính trị là đã xảy ra. Thứ nhất là cái vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump trong ngày 13 tháng 7. Và chính cái người sniper của cơ quan mật vụ, tức là counter sniper, tức là cái người phản xạ thủ, làm cái người nằm trong cơ quan mật vụ đã lên tiếng và nói rằng sẽ có thêm một vụ ám sát nữa trước ngày 5 tây tháng 11. Sẽ có một ứng cử viên tổng thống sẽ bị ám sát lần thứ hai. Quý vị, đây là lời cảnh báo của ông trong lá thư gửi ra cho cơ quan mật vụ. Và quý vị, nếu điểm lại tất cả những gì đang xảy ra, thì chúng ta đang thấy có dấu hiệu đang kích động những cái cuộc biểu tình bạo động và gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử, dù nó là trước cuộc bầu cử hay sau cuộc bầu cử, nó sẽ có những cuộc biểu tình bạo động xảy ra. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta khó tránh khỏi một cái cuộc bạo động chính trị đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Quý vị, đặc biệt là có những cái hành động được kích động một cách rất khéo léo. Hôm qua hôm kia tôi có nói tới những nhân vật truyền thông đã cố tình lên kích động những kẻ cực đoan trong cái vụ ám sát ông Trump. Thì quý vị, những cái này có dừng lại không? Câu trả lời không. Họ vẫn tiếp tục lên tiếng công kích. Bằng chứng là ngày hôm qua, sứ ngôn viên của đài MSNBC, khi mà ông Jerry Vance lên tiếng và nói rằng là những phụ nữ không có con cái đang tìm cách nắm quyền lực ở đất nước này. Thì quý vị, sứ ngôn viên đài MSNBC đã lên tiếng và chụp mũ cho ông Jerry Vance là một kẻ gọi là phân biệt chủng tộc và kỳ thị chủng tộc, tức là racist. Thì quý vị, kết quả thì cái giới bảo thủ đã lên tiếng, hey, nếu ổng là người kỳ thị chủng tộc, ổng đâu có lấy bà vợ người Ấn Độ. Và ngay lập tức thì đài MSNBC đã khóa cái chương mục của cái bà này ở trên cái trang Platform X, bị lock lại luôn, bị khóa lại luôn. Thì quý vị, cho thấy rằng những kẻ mà núp trong giới truyền thông vẫn không từ bỏ một thủ đoạn nào kích động đám đông bằng những ngôn ngữ nào là kỳ thị chủng tộc, nào là phân biệt đối xử, nào là đe dọa nền dân chủ, nào là độc tài, vân vân. Họ vẫn kích động bằng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, họ không phải chỉ kích động cái giới gọi là left wing đâu, tức là cái giới mà bạo động của cánh tả đâu quý vị. Họ kích động luôn những người bên cánh hữu. Nhưng cách kích động của họ rất khéo léo. Cách kích động của họ khéo léo hơn để chọc cho phía cánh hữu mà không kềm chế được cái cảm xúc của mình, không kềm chế được sự tức giận của mình, sẽ dẫn đến tình trạng dễ dàng gây bạo động chính trị. Quý vị, trong ngày hôm qua, tôi có cái bài phân tích và tin tức cho thấy là Google, Facebook đã viện cớ là do cái hệ thống gọi là truy tìm của họ ở bên Google là bị là hệ thống robot tự động
ngăn cản tất cả những cái cụm chữ nào liên quan tới vụ ám sát của ông Trump. Quý vị tìm không ra kết quả trong ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Chiều ngày thứ 3 thì Google mới cho biết là họ đã hoàn chỉnh lại cái hệ thống robot của họ để có thể tìm kiếm được những cái chữ quý vị cần muốn. Còn trước đó, từ ngày Chủ nhật cho tới trọn ngày thứ 2, dường như là quý vị đánh cái dòng chữ gọi là ám sát ông Trump sẽ không hiện lên trên Google, mà quý vị để chữ President Donald thì nó sẽ ra chữ Donald Duck hay là President Reagan, chứ nó không ra cái chữ Donald Trump. Thì quý vị, thứ hai là Facebook đã chặn tất cả những tấm hình mà gương mặt đầy máu của ông Trump trong lúc mà ông bị bắn ở tại Pennsylvania. Thì quý vị, cuối cùng công ty Facebook nói rằng chúng tôi chặn là bởi vì chúng tôi đang tìm kiếm một tấm hình được ngụy tạo. Trong đó họ nói rằng là có một vài tấm hình nào đó là nó ngụy tạo cái gương mặt của những nhân viên mật vụ mỉm cười trước cảnh ông Trump bị bắn. Mà họ viện lý cơ cái cớ này, họ chặn tất cả những cái hình ảnh liên quan tới cái tấm hình mà ông Trump đã mặt đầy máu và đưa tay lên cho dưới lá cờ khi mà nhân viên mật vụ bảo vệ cho ông. Thì cái tấm hình đó tôi nghĩ quý vị đã biết. Thì quý vị, những hành động này, hôm qua hôm kia tôi có cắt nghĩa quý vị, là một cái cục đá dò đường của các công ty Big Tech để chuẩn bị cho cái 3 tháng tới trong cuộc bầu cử. Họ sẽ siết chặt tất cả những cái ngôn ngữ ở trên mạng xã hội. Và quý vị, đây là cách kích động rất khéo léo của họ. Tại vì những người bảo thủ, khi mà họ muốn phát biểu quan điểm, thì cái lời phát biểu của họ bị diễn dịch và bị đưa thành gọi là ngôn ngữ gây thù hận, ngôn ngữ gây thù ghét và ngôn ngữ kích động bạo động gì đó. Họ sẽ bị chặn. Họ sẽ bị chặn trên Google, trên Apple, trên Facebook, trên những cái platform này. Thì quý vị, việc chặn và khóa tất cả những chương mục này, nó làm cho những người bảo thủ càng thêm tức giận. Tức là họ thấy rõ ràng cái thái độ thiên vị và bịt miệng của đám truyền thông xã hội. Và kết quả quý vị sẽ khiến cho một vài người nào đó gây ra tình trạng bạo động chính trị. Tức là họ kiềm chế không nổi cái cảm xúc của họ. Họ sẽ bắt đầu thực hiện những cái hành động ở ngoài xã hội. Và điều này nó sẽ dẫn tới cuộc đối đầu giữa một bên bảo thủ và một bên cực tả. Và kết quả quý vị, nước Mỹ sẽ rơi vào một cái bánh xe cũ là vòng bạo động chính trị vẫn bùng nổ. Thì không những là họ kích động những thành phần cực tả, tức là left organization, tức là những thành phần khuynh tả đó quý vị, kích động bạo động, mà ngược lại họ còn khiêu khích phía bảo thủ một cách rất khéo léo bằng cách là họ đưa ra những quy tắc ngăn chặn về những lời phát biểu nội dung ở trên mạng xã hội để tạo ra cái sự bất mãn, tạo ra cái sự phẫn uất của những người bảo thủ, dẫn tới cuộc đối đầu về bạo động chính trị. Đây là cái cách mà họ vẫn làm. Và năm 2020, chúng ta đã chứng kiến qua cái chết của George Floyd. Và đây là cái cách mà họ đang làm. Một mặt thì họ thổi bà Kamala Harris lên, qua điểm ông Trump luôn. Một mặt thì họ lại kích động bằng kiểu này. Và một mặt thì họ vẫn tiếp tục cho những cái kẻ được xem là mang tính chất là có ảnh hưởng đám đông lên kích động các cái cuộc gọi là biểu tình ôn hòa. Nhưng mà quý vị, cuối cùng các cuộc biểu tình chưa bao giờ ôn hòa cả. Kết quả của các cuộc biểu tình là đập phá, cướp phá và đốt phá. Do đó quý vị, cái tổ chức mà giám sát bảo thủ đã bắt đầu lên danh sách từ bây giờ để điểm tất cả những thành phố, những tổ chức nào có khuynh hướng cả kích động các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng rồi sau đó họ thả ra trở thành bạo động. Họ đã lên danh sách và họ điểm ở trên tất cả các bản đồ của Hoa Kỳ. Và trong đó quý vị đã thấy được cái bản đồ ở phía đông bắc của Hoa Kỳ. Hầu hết nó nằm tập trung ở khu vực đông bắc của Hoa Kỳ. Rồi bắt đầu từ đó nó lan rộng ra toàn quốc, xuống tới khu vực các tiểu bang miền Nam, qua tới các tiểu bang miền Tây. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là có thể cái cuộc biến cố ở Venezuela nó có thể tái diễn ngay trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Đây là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Và với cái mức độ bây giờ, tôi đang có cảm giác còn có 3 tháng thôi. Còn có 3 tháng nữa chúng ta tới cuộc bầu cử thôi. Và trong 3 tháng này còn nhiều biến động. Và quý vị thấy, cái người sniper của Secret Agent, tức là cái người mà xạ thủ của cơ quan mật vụ, đã viết lá thư. Ông nói rằng từ đây cho tới ngày 5 tây tháng 11, sẽ có thêm một cái cuộc ám sát ứng cử viên tổng thống nữa. Thì quý vị, mặc dù lá thư này, ông cảnh báo về cái việc mà gọi là
sự gọi là lỏng lẻo ở trong cái việc bảo vệ các yếu nhân của cơ quan mật vụ. Nhưng đồng thời ông cũng cảm nhận được là cái mức mà gọi là kích động bạo động chính trị nó đang diễn ra và gần như chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Mỗi một ngày họ vẫn lên kích động và sau khi kích động xong, họ thấy không xong, họ bị phản ứng ngược, họ rút cái status đó xuống hoặc là họ đóng lại cái chương mục đó trên mạng xã hội. Và điều này đã xảy ra trước khi ông Trump bị ám sát. Trước khi ông Trump bị ám sát thì chúng ta đã thấy những dấu hiệu kích động này. Thứ nhất là quý vị còn nhớ cách đây không lâu, con trai của cựu Tổng thống Trump bước qua 18 tuổi thì lập tức nó đã đưa lên một cái status, nó nói hey, anh chàng này đã bước qua 18 tuổi, đã có thể bước vào một cái fair game rồi. Có nghĩa là sắp sửa trở thành đối tượng để cho họ công kích sau 18 tuổi. Thì quý vị, khi mà cái status này được đưa lên thì lập tức công chúng phản ứng. Ngay cả con gái của bà Hillary Clinton là Chelsea Clinton cũng lên tiếng phản ứng, hey, leave him alone. Và cuối cùng quý vị, nó lấy cái status đó xuống. Nhưng quý vị, nó đã cấy vào đầu của tất cả những người khác, ê, có thể tấn công thằng nhỏ được rồi đó. Quý vị, nó cấy vào đầu của những người khác cực đoan thù ghét ông Trump hay thù ghét gia đình của ông, bắt đầu mở chiến dịch tấn công vào Biden Trump. Chưa, quý vị, trước khi mà ông Trump bị ám sát, sau khi mà Joe Biden lên tranh luận với ông Trump sau ngày 27 tây tháng 6 vừa qua, thì chính ký giả của BBC mượn cái câu chuyện gọi là châm biếm để nói rằng nếu tôi là Joe Biden, tôi cho người ám sát Donald Trump. Thì quý vị, sau khi bị phản ứng thì tên ký giả này khóa luôn cái chương mục lại ở trên trang Platform X, nhưng nó đã gieo vào đầu của những kẻ thù ghét ông Trump và dẫn tới kết quả ông Trump đã bị ám sát ngày 13 tháng 7. Chưa đâu quý vị, trước đó trong các cuộc phỏng vấn mà Joe Biden lên tiếng, Joe Biden cũng kích động một cách khéo léo, rồi sau đó lên tiếng bày đặt hối hận. Ông ta dùng cái chữ bull's eye. Bull's eye tức là con mắt bò, nhưng mà nó cái nghĩa của nó là hồng tâm, tức là biến ông Trump trở thành một cái hồng tâm để bắn tên, để bắn súng. Thì quý vị, chính những cái ngôn ngữ này, nó nói xong cái nó lên, nó khi mà xảy ra vụ ám sát, ồ, tôi hối hận là dùng cái chữ này. Quý vị, nó kích động một cách khéo léo như vậy, xong rồi nó lên, nó chữa lại hoặc là xóa đi. Đây là cái cách kích động. Tôi nói đây là cái cách kích động được che đậy rất khéo léo. Do đó quý vị, chúng ta nhìn thấy rõ tất cả những gì đang xảy ra. Và quý vị còn nhớ trong cái ngày mà ông Trump bị xét xử ở tại New York không? Đích thân cái kẻ thù ghét ông Trump tới tận xương tủy là Robert De Niro xông tới trước cửa tòa án để khiêu khích, kích động những người ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, những cái hành động này tôi cho rằng là họ không phải chỉ khiêu khích những thành phần cực tả đâu. Họ đang tìm cách chọc vào cái lửa phẫn uất nổi giận của những người cánh hữu, để những người cánh hữu nào mà không kềm chế được cảm xúc của mình có thể sẽ gây ra những hành động bạo động xã hội. Và lúc đó toàn bộ cơ quan truyền thông nó sẽ nhảy vào, nó chụp mũ cho rằng là bên cánh hữu gây bạo động. Trong khi đó quý vị, nó đưa ra tất cả những cái cách để mà kích động một cách khéo léo và che đậy một cách tinh vi. Bây giờ ví dụ như tôi đang nói YouTube khóa lời tôi, thì chuyện gì xảy ra? Quý vị, tôi nói ủa, tôi đang nói quan điểm của tôi mà tại sao lại bị khóa? Quý vị cứ tưởng tượng như vậy, cả triệu người đều bị tình trạng như vậy. Ở trên Facebook, ở trên Google hay là ở trên Apple, họ bị khóa như vậy. Thì bắt buộc họ phải tức giận chứ. Họ nghĩ rằng, ê, cái chuyện này tôi nói quan điểm của tôi mà tại sao lại bị khóa và xếp tôi vào tình trạng gọi là hate speech hay là có những cái hành động gọi là kích động bạo động chính trị. Và kết quả quý vị, những người như tôi có thể sẽ nổi giận. Có thể sẽ nổi giận, có thể sẽ phẫn uất và bày tỏ nổi giận phẫn uất của mình bằng những cái hành động thiếu kiểm soát. Và lúc đó quý vị, toàn bộ các công ty truyền thông nó sẽ nhảy vào, nó chụp mũ. Ê, cái đám này chuyên môn gây bạo động chính trị. Quý vị, đây là cái cách mà nó kích động phía cánh hữu. Ngược lại thì nó cứ bơm tất cả và nhồi nhét tất cả những cái ý tưởng, những cái tư tưởng mà gọi là thù ghét ông Trump ở trên các công ty truyền thông xã hội, truyền thông từ MSNBC qua tới ABC đều lên kích động bằng những ngôn ngữ này hết. Đều kích động bằng những ngôn ngữ này hết. Nó bơm dầu vào sự thù hận đối với lại ứng cử viên Donald Trump. Thì quý vị,
Kết quả thì quý vị thấy đó, vụ ám sát đã xảy ra. Bây giờ mặc dù chúng ta chưa biết được động cơ của hung thủ, nhưng mà ngày hôm qua tôi có nói, nhiều phần thủ phạm chính là cái đám truyền thông này. Nó đã đổ dầu vào sự kích động bạo động. Thì quý vị, bây giờ chuyện xảy ra tại Venezuela, chuyện xảy ra hồi đầu tháng này tại nước Pháp, và chuyện xảy ra tại Slovakia hồi tháng 5, cho thấy rằng quý vị, nó không từ bỏ bất kỳ một cái thủ đoạn chính trị nào để đạt được mục tiêu. Để đạt được mục tiêu. Và quý vị thấy, chỉ có một tuần lễ thôi, giữa lúc mà đảng của bà Le Pen đang gác điểm và đang thắng cuộc bầu cử rất cao, chỉ một tuần lễ bạo động thôi là đảng cực tả lên nắm quyền. Họ thắng lớn nhất. Đảng trung tả của ông Macron rớt xuống hàng thứ hai, còn đảng của bà Le Pen xuống hàng thứ ba. Chỉ một tuần lễ bạo động thôi. Thì quý vị thấy kết quả bầu cử như vậy rồi. Đây là cái cách mà họ đang làm. Họ đang tìm đủ mọi cách để kích động. Và tôi thấy rằng trong 3 tháng này sẽ không yên bình. Tại nước Mỹ sẽ có nhiều phe phái bị kích động bởi cái đám này. Nó kích động một cách khéo léo. Và nó đang chờ cơ hội để kích động lớn hơn. Vừa rồi thì quý vị, cái lời nói của J.D. Vance, thì quý vị, nó đã kích động nhưng không thành công. Bởi vì J.D. Vance không phải là một người kỳ thị chúng ta. J.D. Vance cưới một người vợ gốc Ấn Độ. Và J.D. Vance nhấn mạnh về giá trị gia đình của cái khu vực mà ông ở Ohio. Và nó vẫn bẻ thành cái hành động Brexit được. Tới lúc mà bị phản ứng của công chúng, thì bây giờ cái người này đã khóa lại cái chương mục của mình trên Platform X. Nhưng mà cái ý tưởng của nó gieo vào đầu người ta, J.D. Vance là người kỳ thị chủng tộc, đã xuất hiện. Thì quý vị, đây là cái cách mà họ đang làm. Họ đang dùng đủ mọi cách để mà kích động và sự thù hận. Và giống như tôi nói, mỗi mùa bầu cử tổng thống thì cái việc kích động thù hận này nó lại được châm rất là nhiều dầu bởi cái lực lượng truyền thông khuynh tả và những kẻ khuynh tả nằm trong giới truyền thông, cũng như là sự gọi là sự kích động khéo léo tinh vi của đảng Dân Chủ Trung ương. Họ cố tình đưa ra những cái điều này để làm cho cái cuộc bầu cử trở nên rối loạn hơn, và họ đã sẵn sàng trục lợi. Đừng quên, thành phần mà nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ từ Venezuela rất là nhiều. Và quý vị, những thành phần này sẵn sàng đóng góp vào cuộc bạo động đường phố. Nếu cần thiết, đây là những di dân bất hợp pháp. Nó sẵn sàng tạo ra những cái tham gia vào những cuộc bạo động đường phố, đốt phá, cướp phá và đập phá. Bây giờ chúng ta còn 3 tháng nữa, chúng ta chứng kiến những gì đang xảy ra. Nó sẽ xảy ra quý vị. Và giống như lời cảnh báo của người xạ thủ của cơ quan mật vụ, sẽ còn một vụ ám sát nữa, chứ không phải dừng lại. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.